Chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Tin Tức Mới và chúc cho quý vị sẽ có những trải nghiệm thật tuyệt vời. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ngay phía bên dưới để có thể cập nhật thông tin mỗi ngày các bạn nhé. Ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục tin tức showbiz mới nhất trong ngày. Giữa bàn tiệc sân hào hải vị, Hoài Linh vẫn quyết trung thành với cá khô. Quý vị thính giả thân mến, nhắc tới những nghệ sĩ nổi tiếng, ai cũng nghĩ họ rất sang chảnh, ăn uống, mua sắm toàn hàng hiệu. Ấy vậy mà bao năm qua, giữa showbiz Việt vẫn luôn có bóng dáng một người mà mỗi khi nhắc đến, khán giả đều phải trầm trồ vì lối sống giản dị, có phần khác biệt với số đông người nổi tiếng hiện nay. Không ai khác đó chính là danh hài Hoài Linh. Không chỉ giản dị trong cách ăn mặc, nói chuyện mà cả việc ăn uống của nghệ sĩ Hoài Linh cũng hết sức đơn giản, bình dân. Chuyện là mới đây, trên trang fanpage của nam diễn viên Lê Dương Bảo Lâm có đăng tải một đoạn clip ghi lại cảnh danh hài Hoài Linh lẳng lặng mang theo một hộp cá khô để ăn giữa một bàn tiệc sân hào hải vị đắt tiền. Được biết, các nghệ sĩ như Hoài Linh, Lê Dương Bảo Lâm, Anh Đức, Hứa Minh Đạt đang có chuyến lưu diễn ở Mỹ cùng nhau. Buổi tối cả đoàn có ghé ăn một nhà hàng và được chiêu đãi rất nhiều món ngon đắt tiền như là bào ngư, vi cá, tôm hùm Alaska. Thế nhưng danh hài Hoài Linh vẫn thủ sẵn bên mình một hộp cá khô chiên giòn rất lớn, khiến anh chị em nghệ sĩ ai cũng phải phì cười. Khi được thánh livestream Dương Lâm hỏi vì sao đi Mỹ mà vẫn không quên ăn cá khô Việt Nam, nghệ sĩ Hoài Linh tiết lộ hộp đồ ăn giản dị này được một người chị chuẩn bị và mang đến tặng mình chứ anh không hề có ý định mang theo. Tuy nhiên, anh bày tỏ sự nâng niu và thích thú không hề nhẹ, còn tính lấy ra ăn chung với cơm và dỗ riêng cho mình thôi. Đoạn video nhanh chóng nhận được sự yêu thích lớn từ cộng đồng mạng, ai cũng để lại bình luận khen nam danh hài, nổi tiếng là dễ thương và bao năm qua vẫn giữ mãi nét giản dị, đặc biệt trong cách ăn uống bình dân chất phác. Vẫn biết Hoài Linh không thích sơn hào hải vị, nhưng nhìn bữa cơm toàn mắm của danh hài mà ai nấy không khỏi xót xa. Nhiều sao Việt tỏ vẻ thích thú trước bữa ăn giản dị của Hoài Linh, tuy nhiên khán giả lo lắng cho sức của danh hài vì sở thích ăn uống quá đạm bạc. Mới đây, nghệ sĩ Hoài Linh chia sẻ hình ảnh bữa ăn đạm bạc của mình trên trang cá nhân, nhanh chóng thu hút sự chú ý. Bữa ăn của nghệ sĩ hài nổi tiếng chỉ có cơm trắng, mắm cá, nhưng có thể cảm nhận được sự hài lòng của người thưởng thức. Danh hài đất Quảng chia sẻ ngắn gọn, cơm tối cùng ba khía, một loại mắm, cùng với đó là hình ảnh cơm canh đạm bạc. Dù không phải lần đầu tiên chứng kiến sở thích ăn uống có 102 của danh hài nổi tiếng, nhưng nhiều đồng nghiệp và người hâm mộ bày tỏ sự thích thú, không ngừng bình luận phía dưới bài viết. Đặc biệt, dưới phần bình luận, khi được yêu cầu cho xem hết các món còn lại ngoài hai món chính, Hoài Linh vui vẻ cho biết, toàn mắm mà em ơi, hôm qua đi quay phim, hái được một mớ đọt trại, luộc chấm mắm. Khi nhìn thấy hình ảnh cơm canh đạm bạc của danh hài họ Võ, không ít người xúc động khi nhớ về quá khứ trong trẻo. Ngày xưa nhà cháu nghèo, ngày nào cũng ba khía, hột vịt lộn, hột vịt chiên, kho quẹt, ăn giết ngán luôn. Giờ đi làm có tiền, ăn cơm hàng cháo chợ, thịt cá đủ thứ. Lâu lâu ăn lại mấy món này thấy ngon vô cùng. Mà ba khía ăn với cơm nguội mới ngon ạ. Đang bên Mỹ, nhìn thấy tô ba khía như này, chẳng khác gì cực hình cổ đại đâu ạ. Tuy nhiên, nhiều khán giả bày tỏ sự lo lắng vì sở thích ăn uống khô khan tạo thành thói quen của Hoài Linh. Đặc biệt với thân hình cò hương đã làm nên thương hiệu, nhiều người khuyên nam nghệ sĩ nên chú trọng sức khỏe. Nhắc đến Hoài Linh, người ta nghĩ ngay đến một nghệ sĩ hài nổi tiếng, được coi là đại gia ngầm của làng giải trí. Muốn nhận được cái gật đầu của danh hài này, bầu show phải bỏ ra một số tiền tương đối rủng rỉnh. Theo tiết lộ, mức cachet cho mỗi lần xuất hiện của Hoài Linh thuộc hàng cao nhất trong giới sao hài, với bình quân là trên 200 triệu đồng một sự kiện. Sở hữu khối tài sản kếch xù nhưng thói quen ăn uống của Hoài Linh rất đạm bạc. Danh hài không quen thưởng thức những món sơn hào hải vị như bào ngư, vi cá, chỉ thích ăn những món đậm chất thôn quê như cơm trắng, cá khô, rau muống luộc. Cũng không quen ngồi chỗ sang trọng thưởng thức món ngon, Hoài Linh chỉ thích lủi một góc để gặm ổ bánh mì hay là ăn vội tô mì tôm cho qua bữa. Em trai Hoài Linh, ca sĩ Dương Triệu Vũ từng chia sẻ về sở thích ăn uống có phần khác người của danh hài nổi tiếng. Ngoài đời, anh ấy khoái ăn những thứ mà mình không cho là đồ ăn, không có chất như cá khô. Anh ấy thích ăn cơm và cá khô hoặc mắm, những món ăn khô khan và bình dân vậy đó. Đặc biệt, những món bổ dưỡng anh lại không ăn. Người ta tặng yến, bào ngư, vi cá, nhưng anh không ăn, chỉ ăn cá khô. Ngoài ra anh đặc biệt thích đi câu cá. Hoài Linh lên tiếng trước nghi án, rút hết game show, lui về ở ẩn vì quá chán showbiz. Hoài Linh bộc bạch, anh vẫn rất yêu nghệ thuật mà khó lòng bỏ được nghiệp diễn. Hoài Linh vừa tham gia live show Những Chuyện Tình Nghiệt Ngã 2 của danh hài Trí Tài với vai trò khách mời đặc biệt.
Đây là lần hiếm hoi Hoài Linh xuất hiện sau khi rút khỏi các game show để sống cuộc đời an nhàn, bình yên. Sau khi kết thúc đêm diễn, Hoài Linh bộc bạch về cuộc sống hiện tại của mình rằng mọi người đồn đại anh ở ẩn, tránh xa showbiz là không chính xác. Hoài Linh nói, tôi không xuất hiện trên truyền hình game show nên cứ nghĩ là tôi ở ẩn. Nhưng thực ra tôi vẫn đi diễn ở các tỉnh. Mỗi tuần tôi vẫn nhận từ 1 đến 2 show ở các tỉnh. Nói chung tôi không bao giờ bỏ sân khấu. Sân khấu là đam mê, làm sao bỏ được. Trước đây, có những game show, tôi ghi hình từ 10 giờ sáng đến 3 giờ sáng hôm sau, khiến cho tôi mệt mỏi. Thời gian qua, tôi tập trung chữa chứng rối loạn tiền đình, nên ít có dịp ra ngoài gặp gỡ đồng nghiệp. Ngoài những giờ đi diễn, tôi chỉ quanh quẩn ở nhà thờ tổ tại quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi hoàn thành nhà thờ tổ, tôi cần có thời gian để mình nghỉ ngơi. Nam Danh Hải nói thêm, hiện tại, sức khỏe Hoài Linh ổn định nên anh vẫn đi diễn trong tuần. Nghề diễn là đam mê cả đời của Hoài Linh, nhưng anh cũng rất sợ khán giả nhàm chán nếu mình xuất hiện liên tục. Ngoài ra, Hoài Linh bộc bạch, tôi không mong ước gì nhiều vì tôi không đòi hỏi gì cầu kỳ, chỉ là mỗi ngày 3 bữa cơm. Tôi đi làm việc chỉ là kiếm tiền, lo công việc cho phủ, làm sao để hương khói hoa quả cho tốt, duy trì những cây xanh, công việc trong đền. Hoài Linh là một trong những người bạn thân thiết, ăn ý nhất với trí tài nhất. Trong live show này, Hoài Linh trí tài có màn tung hứng hài hước, duyên dáng. Cuối tiểu phẩm của mình, Hoài Linh giúp trí tài tỏ tình với vợ. Trên sân khấu, Hoài Linh bộc bạch, có những người xung quanh mình mà mình không để ý, nhưng họ vẫn dõi theo từng bước chân ta đi. 30 năm nay rồi đó, những hạnh phúc đó nghe. Và người phụ nữ này không ai khác chính là cựu ca sĩ hải ngoại Phương Loan, vợ của Chí Tài vừa trở về từ Mỹ để ủng hộ chồng ở hàng ghế khán giả. Hình ảnh hai nam danh hài cầm tay giúp nhau tìm về hạnh phúc đích thực khiến nhiều fan có mặt không khỏi xúc động. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video. Và nếu thấy video hay thì đừng quên like, share và nhấn vào nút đăng ký kênh ngay phía bên dưới để có thể đón xem được nhiều video hấp dẫn hơn mỗi ngày. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.